Sao Nam Trung Quốc được bình chọn đẹp trai nhất 2023, Tiêu Chiến giành vị trí đầu bảng với 80.465 phiếu bầu. Mỹ Nam Trần Tình Lệnh luôn là cái tên hàng đầu trong các bảng xếp hạng nhan sắc dành cho nam. Trong cuộc bình chọn của Kim Choi năm 2021, anh cũng dẫn đầu. Năm 2020, Tiêu Chiến cũng được trang Top Beauty World chọn là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Giữ hạng 2 là Lucas Hoàng Húc Hy, cựu thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc NCT, với 49.257 phiếu bầu. Dù đã rời khỏi ngành giải trí vì scandal tình dục, ngoại hình của ngôi sao Hồng Kông, Trung Quốc vẫn được đánh giá cao. Vương Nhất Bác nhận được 11.690 phiếu bầu, giữ vị trí thứ 3, đồng hạng với cuộc bình chọn 2 năm trước. Vương Nhất Bác là ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình và tay đua mô tô chuyên nghiệp người Trung Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc Nam Hàn, Trung UNIQ. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai Lam Vong Cơ trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Trần Tình Lệnh, Jackson, Vương Gia Nhĩ, có 5.116 lượt bình chọn, xếp hạng 4. Anh được biết đến nhiều nhất với vai trò thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc GOT7, hạng 5 thuộc về Hứa Khải, với 1.523 phiếu bầu. Anh là diễn viên, người mẫu ở Trung Quốc. Anh nổi tiếng nhờ vai Phú Sát Phó Hằng trong Diên Hy Công Lược năm 2018, Lu Han, Lộc Hàm, xếp hạng 6. Anh hơn Hứa Khải một phiếu bầu, nhưng giữ thứ hạng thấp hơn do bị 7 phiếu chống, trong khi Hứa Khải chỉ có 5 phiếu. Lộc Hàm là cựu thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc EXO, hiện đã về nước hoạt động với tư cách ca sĩ solo, diễn viên. Hạng 7 là Cung, Tiền Côn, nhận 1.539 phiếu bầu và 324 phiếu chống. Anh là thành viên của nhóm nhạc Nam Hàn Quốc NCT và là trưởng nhóm của Way hay NCT Trung Quốc. Vương Nguyên có 608 phiếu bầu, giữ hạng 8. Anh là thành viên nhóm nhạc Trung Quốc TSBOYS. Anh được tạp chí Time bình chọn là một trong 30 thanh thiếu niên có sức ảnh hưởng nhất thế giới năm 2017. Vương Nguyên cũng là đại sứ quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc từ năm 2018. Dương Dương có 590 lượt bình chọn, xếp hạng 9. Anh là một trong những tiểu thịt tươi nổi tiếng nhất hiện nay ở Trung Quốc. Ngoại hình điển trai giúp anh giữ vững danh tiếng suốt 15 năm hoạt động trong showbiz bất chấp diễn xuất thường xuyên bị đánh giá thấp. Tương tự Lu Han, Hoàng Tử Thao là cựu thành viên EXO và hiện đang hoạt động solo ở quê nhà. Anh chốt top 10 sao nam đẹp trai nhất Trung Quốc năm 2023 với 569 phiếu bầu.